Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu các linh kiện các dịch vụ đang được triển khai tại di động cao cấp.vn. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu bạn dịch vụ mới đang được triển khai tại di động cao cấp.vn. Đó là dịch vụ thay mới bảng main của máy tính bảng Lenovo Tab A1000 chính hãng tại di động cao cấp.vn. Trên hình các bạn thể thấy đây chọn bộ bảng main của Lenovo Tab A1000. Khi quý hàng gặp lỗi sự cố liên quan đến máy tính bảng Lenovo Tab A1000, lỗi phần cứng mà không có phương án nào sửa chữa, nhưng các linh kiện khác của máy tính bảng Lenovo Tab A1000 như màn hình, pin, vỏ máy vẫn còn nguyên, thì với dịch vụ thay mới bảng main của Lenovo Tab A1000, quý hàng có chi phí hấp dẫn hơn nhiều so với việc phải thay trọn bộ linh kiện của Lenovo A7000, hay với giá hấp dẫn hơn rất là nhiều so với việc phải thay mới trọn bộ main mới của, xin lỗi các bạn, phải mua một thiết bị tương đương với giá thay main mới của Lenovo Tab A1000. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ sửa chữa bảo hành máy tính bảng Lenovo Tab A1000, dịch vụ thay mới main của Lenovo Tab A1000, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang triển khai tại di động cao cấp.vn chúng tôi.